vàngngoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam, hãy truy cập ngay vàngngoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Ok, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì video hôm nay thì tiếp tục làm clip sạc nhé. Ok, thì hiện tại mình đang cần nhập ạc tất cả các server có đệ tử đăng ký ảo với số lượng lớn nhé, với giá thanh lý. Nếu bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0166 40 2943, mình hỗ trợ cho anh em bán lấy tiền tiêu đi học. Ok, rồi thì hôm nay thì mình không làm clip sạc như bình thường các bạn ơi. Đó, thì mình thông báo cho anh em là hiện tại cái web của mình có tên là vminhserver1.com. Đó, mình có để dưới phần mô tả cho comment nhé các bạn nhé. Đó, thì khi anh em truy cập vào cái web này thì mình có để dưới phần mô tả cho comment. Đấy, mình nói lại. Đó, thì sẽ có một cái giao diện như thế này. Đó, anh em chưa có link thì em có thể là đăng ký. Sau đó anh em bấm phần đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ có giao diện chuẩn như của mình như này. Đó, bình thường thì nếu anh em dùng điện thoại thì anh em nó hiện như này cơ. Đó, nhìn nó to to, cái này nhìn nó hơi xấu. Thì anh em lưu ý là xem cái phần thông báo này nhé. Đó, ok. Đó, anh em muốn xem nó to thì anh em bấm vào phần này này, thế trang web cho máy tính này. Đó, thì nó hiện ra như này để cho anh em có thể lựa chọn link, nhìn nó đẹp mắt lắm. Ok, đó, anh em chỉ lựa link thôi. Nếu mà lựa được link mà ngon, bổ rẻ, anh em có thể nạp tiền và mua link. Hiện tại thì mình đang cập nhật đến tầm 3-40 lít rồi, toàn đấy có bông tai thôi, cho nên các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ lên web của mình và mua nhá. Đó, còn những cái web khác mình quảng cáo kiểu như mình để ở trên màn hình đấy, thì kiểu như mình quảng cáo để có thể kiếm thêm một chút thu nhập thôi, cũng không đáng bao nhiêu cả. Đấy, thì bạn nếu ủng hộ mình, các bạn có thể mua link trên web của mình hoặc là mua trên những cái shop mà mình quảng cáo đấy, đều uy tín cả nhá. Ok, đó, anh em có thể nhìn thấy là hiện tại mình cập nhật rất là nhiều acc có bông tai nhá. Ví dụ như mình xem mặc 1 triệu xem nó có những cái gì nào. Thì à, 1 triệu thì đệ cũng 15 tỷ các thứ cũng rất là ok rồi đúng không? À ừ, đúng rồi, web của mình là hiện tại thì web của mình kiểu như là làm 100.000 thì các bạn sẽ được 100.000 nhá. Không bị chiết khấu đâu các bạn ơi. Đó. Nhiều bạn hỏi thì mình cũng trả lời thôi. Đó, các bạn muốn xem trang 2 này, các bạn có thể xem lại trang 2 nhé. Đó, tha hồ cho anh em lựa chọn link có bông tai luôn. Giá thì cũng chỉ dao động từ 270k đến 500 đến 1 triệu gì thôi. Đó, tùy anh em lựa chọn. Em nếu mà ví dụ như cái link 370k chẳng hạn thì anh em nếu mà thiếu 20k anh em có thể liên hệ mình có thể là giúp đỡ anh em một phần nào đó. Đấy, giá 300k này có luôn cao su đặc biệt này. Khá là chất. Đó. Anh em mua ngay này, anh em nạp tiền thì anh em bấm phần nạp chậm nhé. Đó. Thì cái phần nạp chậm này thì anh em nạp vào thôi. Đó, ví dụ như anh em phải lưu ý là chọn đúng thẻ, và hiện tại thì mình đang kiểu như là nạp thẻ Viettel thì nạp rất là nhanh luôn, cho nên anh em lưu ý nhé. Đó, ví dụ anh em nạp thẻ cào thì nó ghi thành công, nhưng mà khi nào mình duyệt thì anh em mới có tiền trong tài khoản nhé, anh em lưu ý vậy. Thời gian chờ thì sẽ chờ từ 15 đến 20 phút, nó tùy tùy từng lúc anh em ạ. Ok, đó, cũng rất là ổn rồi đúng không? Đó, link thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé, các bạn mua thì có thể ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì video này thì mình chỉ gọi là thông báo cho anh em một số chuyện, đó là web mình đã cập nhật link để cho anh em biết, chứ dạo này mình cũng khá là ế ở cái khoản bán link các thứ. Đó, ok, thì thôi chắc là em tạm dừng đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye bye.